Cha mẹ hiền như vàng chích đuôi, mẹ thì như chiếc lá khô rơi rụng dưới trăng mờ. Lấy một miếng thịt để cho mẹ tôi lượt nó lòng đỡ dạ. Thưa cô bác quý anh chị, thì ở lúc nãy thì cô bác quý anh chị nghe được bà Chính hát cái giọng hát ngọt ngào ở cái bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi, mà đặc biệt là cái giọng hát và cái thanh xuân của bà Chính thì vẫn giữ giống như vậy. Thì chắc có lẽ là một bài mà Bùi Hồ cách đây hơn một năm Bùi Hồ có ghi về cái khoảnh khắc là bà Chính, ông Chính với lại chú Kỳ Tài Nguyễn Hồng Phước cùng hòa tấu để cho bà Chính hát bài Tế của người con, chữ hiếu của con đối với mẹ sau khi mẹ mất. Thì hôm nay thì đến đây vẫn nhớ lại như in những cái lời hát bà Chính ngày xưa, và chỉ nhắc lại thôi thì Bùi Hồ có một cái coi như là khóe mắt mình nó cay cay, và để hiểu thêm thì chắc có lẽ là không nói nhiều, nhờ bà Chính hát tặng cho cô bác quý chị cùng thưởng thức nha bà Chính nha. Bây giờ sẵn đây có Bùi Hồ đến thì vợ chồng tôi thì sẽ hát bản Tế, mà không biết còn nhớ hôn nữa chứ sợ ấy. Các con ơi, mẹ không gần gũi hai con được nữa đâu. Bây giờ mẹ phải ra về miền cực lạc. Các con ơi, mẹ phải đành rời bỏ các con mẹ ra đi. Đành cam cách xa mẫu tử chi tình, đức cá đoạn phân ly. Luyện lưu trong giây phút ngắn ngủi này thôi. Nghĩa tình mẹ con biết nói sao trong giây phút sau cùng. Mai đây hồn mẹ về miền cực lạc. Nơi dương thế xa vời, mẹ buồn mẹ không như suối lệ rơi. Cha mẹ hiền như vàng chích đuôi, mẹ thì như chiếc lá khô rơi rụng dưới trăng mờ. Còn các con thì như cá bông ở dưới ao sâu. Sáng xuôi qua cây kẻ lá bên hồ, cho nước xanh trong nở sông. Ngôi bóng nó lòng chứa dòng nước biển, bóng không buồn lội tung tăng. Không biết là khán giả khi mà nghe xong cái bài hát này qua YouTube á, thì như thế nào? Nhưng mà bản thân con là khóe mắt nó cay cay, nghe bà Chính diễn mà nước mắt của bà Chính trào xuống đó, con muốn khóc theo luôn, quá hay bà Chính. Để ca lại bản cái mà Hội Khanh Châu Tuấn nha. Hội Khanh diễn luôn hả? Ờ, diễn luôn nha. Ăn câu giọng cổ thôi, một câu hả? Với Hoài Tình. Bà con đã thích rồi, người ta cũng vẫn coi à. Để trích đoạn Thoại Khanh Châu Tuấn. Màn 1, Kim Tuyến đóng vai Thoại Khanh cõng mẹ vượt suối băng đèo tìm kiếm Châu Lan, bắt đầu biểu diễn. Mẹ, mẹ ơi, hãy mẹ con mình biết đi về đâu hồi mẹ. Mẹ ơi, con sẽ cùng mẹ vượt suối băng đèo tìm kiếm chồng con nghe mẹ. Mẹ ơi, rừng sâu quanh bóng cây chập chờn, không cho người sao nhiều nỗi gian truân. Mẹ ơi, mẹ lên lưng con cõng mẹ nghe mẹ. Gầy tre diều đưa mẫu thân lần đi, cùng con bước đi trên dặm đường, thương nhớ chồng sao nhiều nỗi đắng cay. Mẹ, mẹ mệt lắm hả mẹ? Mẹ ngồi đây tạm nghỉ một chút để con tìm thức ăn cho mẹ nha mẹ. Ừ, Thoại Khanh nhớ mau về nghe con. Dạ mẹ, mẹ đừng đi đâu hết nha mẹ. Ừ, lẹ lên nghe con. Dạ. Trời ơi, giữa khu rừng vắng lạnh như vậy, tôi biết thức ăn đâu để cho mẹ tôi được lo lòng đỡ dạ. Hay là sẵn đây có cái dao, tôi lóc đi một miếng thịt để cho mẹ tôi lượt nó lòng đỡ dạ. Có thức ăn rồi, mẹ ăn đi mẹ. Mẹ ơi, ở đâu vậy con? Dạ, ở trên xóm trên người ta cho con một miếng thịt, con nướng rồi, mẹ ăn đi mẹ. Ừ, Thoại Khanh, con ăn với mẹ đi. Dạ, con no rồi, mẹ ăn đi mẹ. Ừ, Thoại Khanh, Thoại Khanh, xích lại đây, xích lại đây mẹ biểu coi. Dạ. Thoại Khanh, sao tay con chảy máu như vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, vì con thấy mẹ đôi, con cầm lòng không đậu, con lóc đi một miếng thịt để cho mẹ được no lòng. Xin mẹ tha thứ cho con. Trời ơi, tội nghiệp dâu của tôi quá. Châu Tuấn ơi, con cứ đi biển biệt để mẹ và vợ con phải chịu nhiều đau khổ như vậy nè. Mẹ ơi, mẹ nước đi, mẹ uống đi, rồi con cõng mẹ lên đường nghe mẹ. Ừ. Ai vậy con? Mẹ ơi, hung thần đó mẹ ơi. Hung thần ơi, ông cho mẹ con tôi tá túc ở đây một chút, rồi ai mẹ con tôi lên đường, được không ông? Không được. Hãy giao bà già cho ta ăn thịt. Không, ông thần ơi, tôi lại ông giết tôi đi, đừng giết mẹ tôi lại ông mà. Thoại Khanh, để mẹ chết, con phải sống, sống để tìm chồng con. Không mẹ ơi, mẹ phải sống. Ông thần ơi, ông cứ giết tôi đi, đừng giết mẹ tôi lại ông mà. Được. Thấy hai mẹ con nàng vất vả, nàng có hiếu với mẹ nàng, thì trước khi ta cho hai mẹ con ra khỏi nơi này, hãy giao đôi mắt của nàng cho ta. Dân, mắt của tôi đây. Ông cứ móc đi, mắt của tôi đây nè. Được, vậy thì hô biến à! Mẹ ơi, dầu đôi mắt con đã mù đuôi, nhưng con vẫn giữ cho mẹ được an toàn tính mang. Tuy đôi mắt con không tìm ra ánh sáng, nhưng ánh sáng tâm linh còn trôi rạng muôn đời. Đã đuôi mù, nhưng lúc nào con cũng gần gũi mẹ hiền để lo phụng dưỡng từ thân. Châu Lan ơi, giờ xa vời vời, nửa em thương chồng, nửa thương xót từ thân. Ai xuôi chi xa cách sợ tần, cho mẹ già nó khóc thầm thương con trẻ. Mẹ ơi, con đau nhất của mẹ ơi. Mẹ lên lưng con cõng mẹ nghe mẹ. Hai mẹ con mình đi nghe mẹ. Mẹ tìm chàng, chàng ơi, từ ngày phú phụ lìa đôi, lệ em như thể lá rơi bên thềm. Muốn dâm tìm anh cho dán chữ can phương. Tình Lan ơi, hai phương trời cách biệt, biết bao giờ anh thấu được lòng em. Dầu ngày nay em đã mù đuối, nhưng tình vẫn giữ trong cõi lòng phu phù. Giấc râm ca chập chờn lưỡi, rút tiếp không lối đau. Chữ can thường chàng chớ vội đơn say. Em đã tìm anh khắp đông bắc nam tây, nhưng người yêu cũ nơi nào không thấy vàng. Em nhớ anh ruột gan đòi đoạn, biết rơi về đâu mấy khúc tơ lòng. Thoại Khanh, dạ cảm ơn bà con cô bác. Xin bà con cô bác chỉ đường cho mẹ con tôi đi.